rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc. Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lỡ, cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nửa đi em rót đầy ly can, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Đừng dỗ và đừng giờ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Rót nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Hết thực rồi sao, thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này, này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tình.
người vợ đến lần sau anh xem cái này là anh là con chó. Nếu anh có tái phạm một lần nào nữa thôi thì anh không bằng con chó, anh sẽ là con chó, anh người vợ luôn. Anh mà nói sai là con chó. Mấy anh là chó rồi? Có phải anh? 5 lần làm chó. Mới có 5 lần thôi đúng không? 5 lần thôi đúng không? Thôi anh biết. Bây giờ anh với anh về nhà anh cũng rửa bát, anh giặt quần áo. Xong rồi anh đi phơi quần áo mai cho con đi học. Thôi vợ, đây là các em, thôi vợ thông cảm cho anh. Thôi vợ em được cười cho. Thôi thông cảm cho anh, anh đi về nhà rồi là anh cũng không xem nữa. Từ đây, đi về, nhanh. Vâng, anh đi về. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếm không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong bước xa rồi, những đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu. Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Chiến miên bố mày đã bảo mày sắp mày sắp xích 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 mày. Anh xin vợ, anh xin vợ, anh xin vợ. Đến giờ, về nuôi học mà. Bây giờ là mấy giờ rồi mà con không về cho con học. Ngồi đây xem sách à? Quên sách đi, quên sách đi, quên sách đi con nào. Vợ anh xin vợ, anh xin vợ, anh xin vợ, anh xin vợ. Anh xin vợ, thôi vợ, vợ bỏ ra làm chuyện đã. Bỏ ngay ra, bỏ ra. Thôi vợ, thôi vợ, bỏ ra, bỏ ra làm chuyện. Anh xin vợ, anh xin vợ. Dạ. Ngày nào cũng phải xó. Nấu cơm, đưa đi học, rồi lắp giúp quần áo con lên cửa. Anh chỉ có một ý tưởng là anh đến đây, anh kiếm tiền về nuôi vợ với con thôi. Thế mà anh không làm được. Hả? Anh ngồi đây anh xin gì? Nguyễn Thanh Anh à? Đẹp có nhờ, xinh có nhờ, đi học không đi? Anh xin lỗi vợ. Xin lỗi vợ. Anh với vợ đến lần sau anh xem cái này là anh là con chó. Nếu anh có tái phạm một lần nào nữa thôi thì anh không bằng con chó, anh sẽ là con chó, anh người vợ luôn. Anh mà nói sai là con chó. Mấy anh là chó rồi? Có phải anh? 5 lần làm chó. Mới có 5 lần thôi đúng không? 5 lần thôi đúng không? Thôi anh biết. Bây giờ anh với anh về nhà anh cũng rửa bát, anh giặt quần áo. Xong rồi anh đi phơi quần áo mai cho con đi học. Thôi vợ, đây là các em, thôi vợ thông cảm cho anh. Thôi vợ em được cười cho. Thôi thông cảm cho anh đi về nhà rồi là anh cũng không xem nữa. Từ đây, đi về, nhanh. Vâng, anh đi về. Thà rót cho ta 100.000 chung rượu độc, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau.
đi đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nửa đi em rót đầy ly can, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ là ngồi đi, xin đừng dỗ và đừng giờ. Bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang vang dày sóng sông hồ. Rót nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cùng đến dở dang. Này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Này, yêu em lắm hả? Tao đi nước ngoài, chu cấp tiền cho mày học. Mày ở nhà mày cắm xương tao đấy à? À, mày giải thích đi. Are you fucking kidding me? Anh nói yêu tôi á? Anh xưng này đánh tao chửi với tôi. Mà anh nói anh yêu tôi à? Thế cái tiền tôi ăn nằm với anh trong 5 năm nay, anh vứt ở đâu hả? Sao em? Em vô gì quá? Áo có vài chục triệu mà. Bật mua cái mới. Mà nói thật với em, nhà anh chả thiếu gì ngoài điều kiện. Mà nhà anh đi Mỹ như đi chợ. Em nhìn đâu rồi nào? Hôm qua vừa mua xong mấy chục nghìn đô thôi. Mà nhà anh kìa, mấy chục cái ô tô để thừa. Quay dùng nào? Mấy cái áo em có bền gì? Nhà anh có điều kiện nhỉ? Nhiều lúc đi ra đau đầu, có điện đỗ chứ thằng. À, đang là làm cho cậu ra đây. Dạ. À, mà cái áo này áo cửa hàng mà. Đem về lên đang có khách hỏi, nhanh lên. Người là ai? Xin cho tôi mượn được không? Chị cho em thanh toán tiền. Hóa đơn của hai em là 499.000 nhé. Suy ra mỗi đứa là 249.500. 250, anh bù cho 500, không phải trả lại đâu nhé. Hôm nay buổi hẹn đầu tiên, em mời. Mời thì anh xin. Lỗi. Em làm gì lâu ấy? Anh đợi em lâu chưa? Ngày xưa người yêu cũ của anh á, không bao giờ bắt anh đợi quá 5 phút đâu. Anh xin lỗi nhá. Cô đi. Áo mới à? Đẹp lắm. Cái áo này á, ngày xưa người yêu cũ của anh á, mặc suốt. Anh chơi với anh ngày nào cũng mặc luôn. Mà sao hôm nay trông em lùn đấy? Lùn hơn bình thường ấy. Ngày xưa á, người yêu anh không lùn bất thường này đâu. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.